Hello thưa mọi người, hôm nay mình sẽ lắp ô tô mà bây giờ sẽ lắp cái thùng trước. Đầu tiên là lắp cái này vào đây, lắp cái bánh xe. Ok, bây giờ mình sẽ lắp bánh xe. À, từ từ mình lắp cái đầu ra chứ nhỉ. Tí nhỉ. Hả? Lắp cái đầu, lắp cái đuôi em rồi. Sao thích lắp đầu ấy? Lắp cái đầu. Không sao? Không sao. Ý kiến? Ý kiến là không đi lắp đầu trước. Nhưng mà tao thích. Thì kệ cả nói. Mấy phút đấy? Ba. Lấy cái giấy, lấy củ cây giấy về mà đun nước tắm. Cú tí không như cái mò. Ok, vừa rồi cắm cái đầu. Rồi mình gắn cái đầu. Ừ.
Ok người ơi, bây giờ mình cứ đu đây vào 3 tiếng hỏi người.